Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái kèo Stackstone. Đây là một trong những cái kèo mà chi phí khá là cao. Nó là tầm 700 đô ETH lận. Thế nên là khi cả nhà mua hay là cả nhà vào staking ở trong này thì cả nhà phải cân đối nha. Thì đầu tiên nó yêu cầu là chúng ta sẽ có 0.15 ETH, thì chúng ta mua tầm là 0.18 ETH để trừ cái phần phí chuyển qua với lại là chuyển về nữa ha. Thì ở cái Arop này á, thì chúng ta sẽ stack thôi. Nó là một trong những cái mà stack ETH 14.000 người đầu tiên stack tối thiểu là 0.15 ETH và kết nối với Score trước ngày 31 tháng 5 ha. Thì phần thưởng của nó là 20 token cho trên một người dùng. Thì mình không biết là cái token của nó bao nhiêu, nhưng mà đây là một cái kèo mà kiểu rủi ro cũng khá là thấp. Tại vì đợt này thì ETH ETF thì cũng đã bắt đầu là được cấp phép rồi, nên là mình mua thì nếu mà lỗ thì cũng lỗ ít, mà nếu mà lãi thì mình lãi vừa lãi stack với lại mình vừa lãi là cái coin tăng giá nữa. Nên là cả nhà sau khi xem xong video này thì cả nhà có thể cân nhắc cả nhà vào làm ha. Thì cái link referral của mình á, thì cả nhà nhớ là điền, mình để cái code ở dưới cái phần comment á, thì cả nhà vào cả nhà điền cái code ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tham gia nhiệm vụ. Đó, cái code của mình là 7AB0C đó ha cả nhà ha. Ở cái phần này thì bây giờ là chúng ta sẽ vào stack ha. Ở trong cái cầu này chúng ta sẽ ghi là 0.16 đi cho nó dư xíu ha. Đó, 0.16 rồi, chúng ta stack vô. Thì cái lúc mà chúng ta stack á, thì chúng ta phải đợi khoảng tầm 30 phút. Đó, sau đó là chúng ta mới, nói chung là ETH nó mới qua rồi chúng ta mới có thể là confirm được xác minh trạng thái nhiệm vụ. Đó, thì cả nhà đợi một chút xíu ha, khoảng tầm 30 phút. Đó. Ok, như vậy pending rồi. Rồi sau khi mà xong thì cả nhà ấn ok. Rồi xong rồi là cả nhà ra ấn xác minh trạng thái nhiệm vụ. Như vậy là chúng ta đã xong rồi ha. Còn cái phần rút thì ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho cả nhà. Ok, như vậy là xong rồi.